Thưa quý vị, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 6 tháng 12 đến 18 giờ ngày 7 tháng 12, Tây Ninh ghi nhận 866 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng 6 ca so với ngày 6 tháng 12. Cụ thể, Sàng Lộc 866 ca, trong đó ngoài tỉnh 31 ca. Huyện Gò Dầu 216 ca, giảm 185 ca, trong đó Bảo Đồn 10 ca, Cẩm Giang 21 ca, Hiệp Thạnh 30 ca, Phước Đông 66 ca. Phước Thạnh 10 ca, Phước Trạch 19 ca, Thành Đức 27 ca, Thanh Phước 2 ca, Thị Trấn Gò Dầu 31 ca. Thị xã Trảng Bàng 198 ca, tăng 176 ca, trong đó An Hòa 14 ca, An Tịnh 11 ca, Đôn Thuận 29 ca, Gia Bình 15 ca, Gia Lộc 28 ca, Hưng Thuận 6 ca, Lộc Hưng 21 ca, Phương Trảng Bàng 19 ca, Phước Bình 31 ca, Phước Chỉ 24 ca thị xã Hòa Thành 102 ca tăng 100 ca, trong đó Hiệp Tân 13 ca, Phường Long Hoa 17 ca, Long Thành Bắc 10 ca, Long Thành Nam 10 ca, Long Thành Trung 13 ca, Trường Đông 12 ca, Trường Hòa 12 ca, Trường Tây 15 ca. Thành phố Tây Ninh 88 ca giảm 2 ca, trong đó Bình Minh 9 ca, Hiệp Ninh 12 ca, Ninh Sơn 14 ca, Ninh Thạnh 11 ca, Phường 1 có 3 ca phường 2 có 7 ca, phường 3 có 13 ca, phường 4 có 9 ca, Tân Bình 6 ca, Thành Tân 4 ca. Huyện Dương Minh Châu 66 ca, giảm 63 ca, trong đó Bào Năng 13 ca, Bến Củi 4 ca, Trà Là 3 ca, Lộc Ninh 11 ca, xã Phan 7 ca, Phước Minh 13 ca, Suối Đá 3 ca, Trung Mít 12 ca. Huyện Châu Thành 55 ca, giảm 42 ca, trong đó An Bình 7 ca, An Cơ 4k, Biên Giới 3k, Đồng Khởi 4k, Hảo Đức 3k, Hoa Hội 2k, Hoa Thành 5k, Long Vĩnh 2k, Ninh Điền 2k, Thái Bình 5k, Thanh Điền 3k, Thành Long 6k, Thị Trắng Châu Thành 4k, Trí Bình 5k. Huyện Bến Cầu 46k giảm 8k, trong đó lợi thuận 18k, Long chữ 3k, Long Giang 2k, Long Phước 5k. Long Thuận 6 ca, Thị trấn Bến Cầu 12 ca, huyện Tân Biên 39 ca tăng 26 ca, trong đó Hòa Hiệp 6 ca, Mỏ Công 3 ca, Tân Bình 1 ca, Tân Lập 7 ca, Tân Phong 4 ca, Thành Bắc 7 ca, Thành Bình 1 ca, Thành Tây 1 ca, Thị trấn Tân Biên 8 ca, Trà Vong 1 ca. Huyện Tân Châu 25 ca giảm 25 ca, trong đó Suối Dây 5 ca, Tân Đông 2 ca, Tân Hà 4 ca, Tân Hiệp 1 ca, Tân Hòa 5 ca, Tân Hưng 5 ca, Tân Thành 3 ca. Về tình hình cách đi y tế, cách đi tập trung 1.375 người, cách ly tại nhà 20.396 người. Về công tác điều trị, bệnh nhân đang điều trị 15.795 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tính đầu, từ đầu dịch đến nay 52.747 bệnh nhân. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện trong ngày. 7 tháng 12 là 2.100 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân được xuất viện từ đầu dịch đến nay 36.604 bệnh nhân. Số ca tử vong trong ngày 14 ca. Tính đến nay đã có 346 ca tử vong. Về tình hình phong tỏa, đến ngày 7 tháng 12, tỉnh đã thiết lập 1.260 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 432 vùng, 828 vùng đã giải tỏa. Về tình hình thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68, các địa phương đã chi hỗ trợ trong ngày 7 tháng 12 là 788 người với số tiền 1 tỷ 467 triệu đồng. Đến ngày 7 tháng 12 đã chi hỗ trợ 168.391 người với số tiền 256 tỷ 419 triệu 280 ngàn đồng.